bà xã Xuân Bắc, tiểu thư nhà giàu, thu nhập 100 triệu, từng tuyên bố gây sốc nếu chồng lên chức giám đốc và đấu tố Kim Oanh. Sau hơn một thập kỷ kết hôn, Hồng Nhung vẫn được ông xã Xuân Bắc nhắc đến bằng những mỹ từ mỹ miều nhất, đặc biệt nhất. Ít ai biết được rằng đằng sau sự thành công của nghệ sĩ Xuân Bắc chính là hình ảnh một người phụ nữ bản lĩnh có thể giúp anh quán xuyến tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong gia đình. Trong suốt 15 năm qua, cuộc hôn nhân của nam danh hài vẫn luôn được khán giả dành sự quan tâm đặc biệt. Sau khi kết hôn với nam tào Xuân Bắc, chị Nguyễn Hồng Nhung, cô tiểu thư cành vàng lá ngọc trốn Hà Thành ngày nào, đã dần lui về phía hậu phương để vun vén cho sự nghiệp của người chồng nghệ sĩ. Hậu phương vững chắc của nghệ sĩ Xuân Bắc. Vợ của nghệ sĩ Xuân Bắc tên đầy đủ là Nguyễn Hồng Nhung, sinh năm 1982, vốn là tiểu thư của một đại gia có tiếng ở Hà Nội từ nhiều năm về trước. Khi quen biết với cô, nghệ sĩ Xuân Bắc chưa có được vị trí như hiện tại. Cuộc tình bắt đầu khi Hồng Nhung tham gia tiểu phẩm hài cùng Xuân Bắc trong gala Gặp Nhau Cuối Năm 2004 với vai diễn Tạ Thị Lạng. Năm ấy, Xuân Bắc vào vai một chàng trai si tình nhưng nhát gái, yêu mến cô Tạ Thị Lạng nhưng không dám tỏ tình. Sau khi được quân sư Tự Long bày cách, anh chàng đã tìm tới cô để bày tỏ tình cảm. Đúng 2 năm sau ngày Xuân Bắc tỏ tình trên sân khấu, cô gái Tạ Thị Lạng năm ấy đã chính thức trở thành vợ của nam danh hài. Sau khi kết hôn, vợ nghệ sĩ Xuân Bắc không theo nghiệp diễn mà trở thành giảng viên tại khoa sân khấu Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Trong bài văn của mình, bé Bi Béo từng tiết lộ mẹ có công việc với nguồn thu nhập loanh quanh cũng 100 triệu một tháng. Bận rộn là vậy, nhưng bà xã nghệ sĩ Xuân Bắc vẫn luôn dành thời gian quan tâm chuyện học hành của con cái. Nhờ được sự nghiêm khắc dạy dỗ, nên hai cậu con trai của cô luôn tự giác học hành và rất ngoan ngoãn, lễ phép. Trong một vài chương trình truyền hình, nghệ sĩ Xuân Bắc từng có những chia sẻ ngắn gọn về người vợ đảm đang. Dù có đi ra ngoài làm việc căng thẳng thế nào đi chăng nữa, khi về nhà thấy vợ mình cười, là mọi mệt mỏi và muộn phiền đều tan biến hết. Hiện nay, Hồng Nhung và Xuân Bắc đã có chung với nhau 3 cậu con trai đáng yêu, kháu khỉnh. Không chỉ là một người vợ đảm đang, Hồng Nhung còn là hậu phương quyền lực của nghệ sĩ Xuân Bắc. Nam danh hài khẳng định rằng mọi quyết định của anh đều có sự can thiệp, khích lệ của vợ. Chia sẻ về quyết định tham gia chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế, anh cho biết: vợ bật đèn xanh là tôi lên đường, chứ nói thật, dù có thích chương trình đến mấy, mà bà xã đứng chỉ tay lắc đầu, thì thôi, hai bố con tôi cũng nhanh chóng lên giường đi ngủ. Dù kết hôn đã nhiều năm, nhưng cặp đôi Xuân Bắc, Hồng Nhung vẫn không ngại chia sẻ những hình ảnh sánh đôi cùng nhau như thuở mới yêu. Anh từng thừa nhận rằng không có người phụ nữ nào có thể đứng cạnh vợ mình. Khi có vợ con rồi thì tôi rất rõ ràng. Thứ nhất, không có bất kỳ người con gái nào đứng cạnh vợ tôi được. Thứ hai, không bao giờ nói lời yêu với hai người con gái trong cùng một khoảng thời gian. Từng vướng tai tiếng liên quan đến đồng nghiệp đấu tố nghệ sĩ Kim Oanh vì quá kể cận chồng. Trong thời gian làm giảng viên của Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, bà xã Xuân Bắc đã không ít lần vướng phải tai tiếng liên quan đến mối quan hệ với đồng nghiệp. Điển hình là lần cô khóc nức nở trên sóng livestream kể về việc mình bị nghệ sĩ nhân dân Anh Tú, đồng nghiệp của chồng ở nhà hát kịch Việt Nam, cố tình chèn ép bằng cách không cho phép cô tham gia chấm thi tốt nghiệp cho sinh viên trong trường. Đỉnh điểm của mâu thuẫn là khi bà xã Xuân Bắc viết hẳn tâm thư tố cáo sai phạm của lãnh đạo, yêu cầu thẩm định lại tư cách hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Ở thời điểm đó, bà xã Xuân Bắc đã trực tiếp nói về việc bị nghệ sĩ nhân dân Anh Tú, phó giám đốc nhà hát kịch, đối xử không tốt trên sóng livestream. Lùm xùm này đã khiến nhiều người nghi ngờ rằng cô có hiềm khích cá nhân nên mới tìm đủ mọi cách để ông xã Xuân Bắc lên chức giám đốc của nhà hát kịch vào thời điểm này. Tuy nhiên, ngay sau đó, cô đã lên tiếng đáp trả vô cùng kiên quyết: tôi cấm ông làm giám đốc. Nếu ông làm giám đốc, tôi bỏ nhà, bỏ chồng. Ông làm phó thôi, đã mất mặt rồi. Nếu làm giám đốc, thì tôi xác định mất chồng. Trong hôn nhân, Hồng Nhung cũng là một người phụ nữ bản lĩnh, gai góc trong chuyện giữ chồng. Bà xã của Nam Tào từng không ngại chỉ mặt, đặt tên, thẳng thắn tố cáo nghệ sĩ ưu tú Kim Oanh vì không vừa ý với những hành động thân mật thái quá mà nữ diễn viên dành cho chồng của mình.